Fauci nói rằng mang cái này có thể giúp ích rất nhiều. Chuyên gia hàng đầu quốc gia về bệnh truyền nhiễm đã nói chuyện với đài ABC News trực tuyến trên Instagram. Tiến sĩ Anthony Fauci đề nghị hôm thứ Tư rằng người Mỹ nên cân nhắc về việc đeo kính bảo hộ, goggle hoặc tấm khiên che mặt face shield để tránh làm lây lan hoặc bị nhiễm COVID-19. Nếu bạn có kính bảo hộ hoặc tấm che mắt, bạn nên sử dụng nó. Chuyên gia hàng đầu của quốc gia về bệnh truyền nhiễm nói với phóng viên y tế của đài ABC News. Tiến sĩ Jennifer Aston trong cuộc trò chuyện trên Instagram Live trên đài ABC News, khi được hỏi liệu chúng ta có sẽ đi đến việc đề nghị nên bảo vệ mắt, Giám đốc Viện Dị ứng và Bệnh truyền nhiễm quốc gia trả lời, có thể nếu bạn thực sự muốn bảo vệ hoàn hảo về mặt niêm mạc. Bạn có niêm mạc trong mũi, niêm mạc trong miệng, nhưng bạn cũng có niêm mạc trong mắt, ông tiếp tục. Về mặt lý thuyết, bạn nên bảo vệ tất cả các bề mặt niêm mạc. Vì vậy, nếu bạn có kính bảo hộ hoặc tấm khiên che mặt, bạn nên sử dụng nó. Ông lưu ý rằng, kính bảo hộ và tấm khiên che mặt không được khuyến nghị dùng rộng rãi tại thời điểm này. Nhưng nếu bạn thực sự muốn bảo vệ hoàn toàn, có lẽ bạn nên sử dụng nó khi có thể. Đại dịch coronavirus chủng mới đã giết chết hơn 662.000 người trên toàn thế giới và hơn 16.8 triệu người trên toàn thế giới đã được chẩn đoán mắc COVID-19, theo dữ liệu của The Center of System Science and Engineering tại Đại học Johns Hopkins. Hiện tại, Hoa Kỳ là quốc gia bị ảnh hưởng nặng nề nhất, với hơn 4.3 triệu trường hợp được chẩn đoán và hơn 150.000 ca tử vong. Fauci canh chừng Ohio, Tennessee, Kentucky và Indiana. Fauci nêu tên 4 tiểu bang đang chiến đấu để kiềm chế virus. Ông và tiến sĩ Deborah Burks, điều phối viên lực lượng đặc nhiệm coronavirus của White House, đã nói chuyện với các thống đốc của các tiểu bang này trong hôm thứ Ba. Ohio, Tennessee, Kentucky and Indiana là một trong số những tiểu bang đang bắt đầu có thấy sự gia tăng về tỷ lệ phần trăm dương tính trong tổng số được kiểm tra. Đó là một gợi ý chắc chắn rằng bạn có thể gặp rắc rối tương tự như các tiểu bang miền Nam. Vì vậy, chúng tôi đang theo dõi điều đó thật cẩn thận. Dr. Burks đã đi thăm các tiểu bang đó trong tuần qua, gặp gỡ các quan chức ở mỗi tiểu bang. Dr. Fauci đề nghị tốt nhất nên đi thử nghiệm trong khoảng thời gian nào sau khi tiếp xúc với virus. Fauci cũng thảo luận khi nào thì mọi người nên đi xét nghiệm COVID-19 nếu họ tin rằng họ đã tiếp xúc với virus, vì không có hướng dẫn chính thức từ Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh hoặc Viện Y tế Quốc gia về việc khi nào nên xét nghiệm. Câu hỏi đó đã được đưa ra tại cuộc họp của lực lượng đặc nhiệm hôm qua, và chúng tôi đã hỏi câu hỏi đó, và chúng tôi nói rằng không có khuyến nghị thực sự nào. Fauci nói, tôi nghĩ rằng đi test sau 5 ngày là tốt. Tôi nghĩ thậm chí có thể đi sớm hơn 1 ngày, vì thời gian ủ bệnh khi bạn có triệu chứng là vào khoảng 5 ngày. Khoảng thời gian mà Fauci quyết nghị nên đi thử nghiệm là không sớm hơn 3 ngày hay không muộn hơn 5 hoặc 6 ngày. Fauci đề nghị về mùa cúm sắp tới. Khi mùa hè chuyển sang mùa thu, Fauci cũng thảo luận về mùa cúm sắp tới. Fauci cho biết ông hy vọng đeo mặt nạ cũng sẽ giúp hạn chế sự lây lan của bệnh cúm. Không thể tránh khỏi việc là chúng ta sẽ bị cúm ở một mức độ nào đó, ông nói. Tôi hy vọng rằng việc đeo khẩu trang và các loại che phủ khác sẽ không chỉ bảo vệ chúng ta chống lại COVID-19, mà còn giúp bảo vệ chúng ta chống lại bệnh cúm. Ông cho biết hai loại virus về đường hô hấp lưu hành thực sự dễ bị gây nhầm lẫn vì các triệu chứng của coronavirus chủng mới và cúm rất giống nhau. Đi và chích ngừa cúm khi có vaccine cúm, ông thúc giục.
Fauci nói về cuộc sống cá nhân của ông, Fauci thừa nhận là sức khỏe của ông tốt là do di truyền, mà ông nói có lẽ là ông đã thừa hưởng gene của cha. Cha ông sống đến 97 tuổi, tiến sĩ 79 tuổi này đã nói đùa về tuổi của mình. Gần đây nhất là khi ông gặp khó khăn trong khi được mời ném trái banh đầu tiên tại sân nhà Washington Nationals để mở màn cho mùa bóng chày năm nay. Ông thường thức dậy lúc 5 giờ sáng mỗi ngày, lấy nước trái cây uống hoặc ăn trứng và sẽ uống 2 ly cà phê double espresso thật đậm trong khi ông đọc và trả lời các email của mình. Ông làm việc muộn, ông cố gắng dành thời gian để chạy. Ông ta cho biết rằng ông đã từng chạy marathon trong những ngày ông còn trẻ, và sau đó ông sẽ làm việc luôn tới tối. Giấc ngủ là một thứ trong những thứ phải chịu thiệt thòi trong tất cả những điều này, ông nói. Ông cũng nói đùa về card bóng chày của mình. Trên đó có hình ông ném banh khai mạc vào tuần trước. Tấm card này đang phá vỡ kỷ lục doanh thu. Đó là sự kết hợp giữa khiêm tốn và xấu hổ thực sự. Yogi Berra và Mickey Mantle đang từ thiên đàng nhìn xuống và nói, ông đang đùa đấy à.